Hòa, Thanh Hóa không đều ở vòng đấu thứ hai. Cầu thủ SC Đà Nẵng cũng đã tạo được rất nhiều cơ hội, trong đó phải kể đến những cơ hội như của Minh Phương hay của Tima, tân binh của SC Đà Nẵng ở mùa giải năm nay. Pha đánh bóng của cầu thủ SCB Đà Nẵng, pha dứt điểm của Gaston Melo từ góc hẹp. Bảo vệ khung thành của anh Gia Lai ngày hôm nay vẫn là thủ môn mang áo số 25 Nguyễn Tuấn Mạnh. Tuấn Mạnh chính là thủ môn đã xuất hiện trong màu áo của đội tuyển U23 Việt Nam tại SEA Games 26, nhưng anh đã không chơi nổi bật và sau đó Tuấn Mạnh đã phải nhường lại vị trí cho Bùi Pháp. Lại là một pha tấn công nữa của các cầu thủ SCB Đà Nẵng. Đội chủ nhà đang chơi rất tưng bừng và thế trận trên sân đang thuộc về phía các học trò của huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức. Vừa rồi là tình huống băng lên của Phan Thanh Hưng. Chúng ta đang theo dõi những diễn biến trong hiệp 1 trận đấu giữa hai đội SHB Đà Nẵng và Hoàng Anh Gia Lai. Trận đấu trong khuôn khổ vòng đấu thứ 3 của Super League năm 2012. Các cổ động viên của SHB Đà Nẵng vẫn đang cổ vũ hết sức nhiệt tình cho đội nhà. Sức ép vẫn đang được cầu thủ SCB Đà Nẵng tạo về phía khung thành của Hoàng Gia Lai. Một sức ép rất tốt để khiến cho đội bóng huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức có thể kiểm soát được thế trận ngay từ đầu. Bên phía SCB Đà Nẵng họ đã kịp thời có sự trở lại của Gaston Melo và Minh Phương, những cầu thủ trong màu áo. Ở mùa giải năm nay, SCB Đà Nẵng đã có 3 tân binh, đó là Tima, Flan và Nikon. Tuy nhiên cả 3 tân binh này đều chưa tạo dựng được sự tin tưởng từ ban huấn luyện và các đồng đội. Là một pha lên bóng nữa của SCB Đà Nẵng. Người thoát xuống là Alexander Brand. Huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức đang chỉ đạo các trò cần phải gia tăng áp lực nhiều hơn nữa về phía khung thành của Hoàng Gia Lai, và điều cần thiết nhất là các cầu thủ áo cam cần phải có được sự bình tĩnh và sự chính xác ở những pha phối hợp cuối cùng. 5 phút của hiệp 1 đã trôi qua và tỷ số trên sân vận động Chi Lăng vào lúc này vẫn đang là đội chủ nhà SHB Đà Nẵng 0 và Hoàng Gia Lai 0. Đội khách đang nỗ lực giành lại thế trận nhưng điều đó xem ra là khó khăn. Minh Phương. Gaston Melo. Dứt điểm. Không vào. Một pha xử lý bóng rất tốt và kết thúc hiểm của Gaston Melo. Tuy nhiên trong tình huống này thì tiền đạo người Argentina đã không thể có được thắng. Khả năng xử lý bóng của Gaston Melo rất tốt sau đường truyền của đồng đội Thanh Hưng. Như vậy là ngày hôm nay bên phía SCB Đà Nẵng họ dường như đang có lại được một Thanh Hưng sung sức sau những trận đấu đầu tiên anh đã
không thể góp mặt, hoặc nếu có góp mặt thì cũng chơi không đúng sức. Thanh Hưng từ đầu trận đấu đến giờ đã chơi rất hay. Không được, pha phối hợp không thành công. Vừa rồi là pha phối hợp không thành công giữa Ngọc Thanh và Gaston Melo. Hoàng Gia Lai đang nỗ lực lên bóng. Trong những phút vừa qua, bóng thường được chuyển đến vị trí của Evando. Trong khi ở vòng đấu thứ hai của Super League năm 2012, SHB Đà Nẵng hòa không đều trên sân của Thanh Hóa, thì Hoàng Gia Lai cũng đã hòa một đều trên sân của Sài Gòn FC. Trong trận đấu đó thì Đức Dương đã mở tỷ số cho Hoàng Gia Lai trong hiệp 1, nhưng rất đáng tiếc là đội bóng phố núi đã không thể có chọn được 3 điểm khi để cho Leslie Alves của Sài Gòn FC gỡ hòa vào phút đá bù thứ 4 của hiệp 2. Đó là một trận hòa rất đáng tiếc của đội bóng do huấn luyện viên trưởng người Hàn Quốc ông Choi Yun-gum dẫn dắt. Tuấn Mạnh. Evando. Rất tốt. Evando vẫn giữ được phong độ. Trong những trận đấu vừa qua của anh Gia Lai, Evando cũng đã có được những bàn thắng cho đội bóng phố núi. Bây giờ là một quả đá phạt cho Hoàng Gia Lai. Dứt điểm. Pha xử lý của Đức Dương. Vẫn là các cầu thủ Thanh. Vừa rồi là một tình huống khá lộn xộn trong vòng cấm của SHB Đà Nẵng. Hàng phòng ngự của SHB Đà Nẵng đã thoáng chút lúng túng, nhưng sự nguy hiểm rồi cũng đã qua đi. Điểm yếu mà huấn luyện viên Lê Đức cần phải cải thiện
cho các cầu thủ áo cam, đó chính là tâm lý thi đấu. Trong trận đấu gặp Thanh Hóa, các cầu thủ SCB Đà Nẵng đã khởi đầu trận đấu tốt và liên tục tạo ra những cơ hội. Nhưng khi mà những cơ hội của họ không được chuyển hóa thành bàn thắng thì các cầu thủ SCB Đà Nẵng đã có phần căng thẳng về tâm lý và dẫn đến việc có những tình huống xử lý bóng không được chính xác. Và khi mà Thanh Hóa tìm được cách khống chế trận đấu và gây áp lực trở lại khung thành của SCB Đà Nẵng thì các cầu thủ SCB Đà Nẵng đã thể hiện sự lúng túng nhiều hơn, đặc biệt là những cầu thủ hậu vệ. Ở những phút cuối trận đấu gặp Thanh Hóa, nếu các chân sút của Thanh Hóa chính xác hơn và có duyên hơn thì các cầu thủ SCB Đà Nẵng đã phải nhận bàn thua. Không được. Vừa rồi cầu thủ Anh Gia Lai đã đoán định được ý đồ phối hợp của cầu thủ SCB Đà Nẵng. Người đã cắt được đường bóng trong hiệp vừa rồi là Đoàn Văn Sát Ba. Sau hai vòng đấu đầu tiên của Super League năm 2012, đội chủ nhà SCB Đà Nẵng đang tạm xếp ở vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng với 4 điểm. Sau hai trận đấu, SCB Đà Nẵng có được 1 chiến thắng và 1 trận hòa. Trong khi đó thì sau vòng đấu thứ 2, Hoàng Anh Gia Lai đang có được vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng với 4 điểm sau 1 chiến thắng và 1 trận hòa. Và lúc này Hoàng Anh Gia Lai đang xếp trên SCB Đà Nẵng do có hiệu số bàn thắng bại cao hơn. Hiện nay hiệu số bàn thắng bại của Anh Gia Lai là dương 2, trong khi đó hiệu số bàn thắng bại của SCB Đà Nẵng là dương 1. Bóng của huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức là SCB Đà Nẵng đang kém 2 điểm so với đội đầu bảng Hà Nội TNT. Hà Nội TNT lúc này đang xếp đầu bảng sau 2 trận toàn thắng với 6 điểm. Của Gaston Melo. Tuy nhiên trọng tài xác định rằng anh đã phạm lỗi. Các cầu thủ SCB Đà Nẵng vẫn đang cố gắng tạo dựng áp lực cần thiết về phía khung thành của Hoàng Gia Lai. Châu Lê Phước Vĩnh. Rất nguy hiểm. Không vào. Người bóng vào cuối cùng là Gaston Melo. Trước đó là pha xử lý của Ngọc Thanh. Người châm ngòi cho pha tấn công này đó chính là Alexander Pren. Ngọc Thanh đã băng vào và anh đã nỗ lực tung ra một cú đánh đầu ở tầm thấp. Sau đó bóng đã trôi ngang qua khung thành của Hoàng Gia Lai. Tiếp đó là pha băng vào cắt mặt của Gaston Melo, nhưng anh cũng đã không thành công. Cơ hội vừa rồi là một cơ hội rõ rệt để cho cầu thủ SCB Đà Nẵng có thể ghi bàn. Hàng tiền vệ của đội chủ nhà đang chơi rất tốt.
với sự cầm nhịp của đội trưởng Bình Phương và với sự sáng tạo của Thanh Hưng cùng với sự cơ động của Brent thì các cầu thủ SC Đà Nẵng đã có được